Biết thằng này chứ? Thằng Thịnh Nghê, tổ trưởng tổ bếp. Tuần trước chúng mày có gặp nhau không? Dạ có. Gặp làm gì? Đưa cho nó hộp thuốc ạ. Thuốc gì? Thuốc độc ạ. Nguồn gốc hộp thuốc như thế nào? Ai đưa cho chúng mày? Dạ, là do thằng Tùng ăn ngựa, anh trai đó, có nhờ tôi chuyển hộp thuốc để nó chữa bệnh gan. Tôi sơ ý nên không kiểm tra. Thế mày đưa thuốc cho thằng này như thế nào? Tôi vừa xuống bếp kiểm tra, lúc đó tôi đưa lọ thuốc cho nó. Từ khi nào mới biết đấy là thuốc độc? Dạ, từ khi thằng Văn chết ạ. Bây giờ tao cho mày hồi ngộ thêm một tháng nữa nhá. Anh, cho nó ra sau tủ giùm em cái. Mày là đàn em thằng Thịnh Nghê nhỉ? Vâng, anh em cháu sống chất với nhau. Lúc nãy mày khai là thằng Thịnh Nghê đưa cái gì cho mày ấy nhỉ? Thuốc ạ. Nhiều không? 3 viên thôi. Cụ thể như thế nào? Nói to lên, tao điếc tai. Sau khi bạn Nhất đưa thuốc vào, anh Thịnh phát lại cho cháu 3 viên. Nói là 1 viên cũng đủ chết rồi, nhưng cứ cầm 3 viên đi cho chắc. Thế bọn mày dùng hết mấy viên? 1 viên. Thế còn số thuốc còn lại? Anh Thịnh thu lại ngay. Anh nói phải đốt ngay, sợ các thầy khám xét tìm thấy. Cho nó về phòng giúp anh. Sao? Đã rõ chưa? Bây giờ cứ nói rõ ràng nhé. Bo làm sao được nữa hả em? Số thuốc còn lại đâu? Dạ... Dạ... Cháu đốt rồi ạ. Đốt khi nào? Dạ, ngay chiều hôm đấy ạ. Tại sao mà đốt? Cháu sợ các thầy xuống nhà bếp kiểm tra sẽ thấy ạ. Đây, có thế thôi. Bây giờ mày khai báo toàn bộ sự việc. Từ lúc thằng anh trai mày đưa thuốc vào như thế nào, mày bàn bạc với thằng Hiệp ra sao, tiêu hủy tăng vật như thế nào, khai rõ một lần. Đi vào xếp hàng ngay anh ạ. Em này, lấy lời khai từ đầu đến cuối cho anh nhé.